Đây là đàn gà của gia đình chị Trần Thị Thu Hiền, phân xưởng Sàng Tuyển, tiêu thụ, công ty Thàn Nam Mấu. Một trong năm gia đình nữ công nhân lao động vừa được nhận hỗ trợ từ chương trình thực hiện đề án hỗ trợ nữ công nhân lao động khó khăn phát triển kinh tế gia đình giai đoạn 2 của Công đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam. Với số tiền hỗ trợ là 10 triệu 500 nghìn đồng, bao gồm tiền mua 70 con gà giống bản địa, sửa chữa cải tạo chuồng trại, hỗ trợ thuốc phòng bệnh và chi phí thức ăn ban đầu cho đàn gà. Ngoài thời gian công tác tại đơn vị, chị Hiền lại dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật và chăm sóc tốt hơn cho đàn gà với mong muốn có thêm thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. Cũng nằm trong đợt hỗ trợ lần này còn có gia đình chị Lê Thu Thảo, phân xưởng Sàng Tuyển tiêu thụ, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, phân xưởng phục vụ, Nguyễn Thị Thủy và Phạm Thị Thu Huyền, phân xưởng phục vụ đời sống. Dưới sự chăm sóc chu đáo của các chị cùng với giống lựa chọn là gà bản địa thích nghi tốt với môi trường nên đàn gà của các gia đình đều tăng trưởng tốt, hứa hẹn kết quả khả quan cho đề án. Tại chương trình, Ban Nữ Công, Công đoàn Công ty mong muốn các hộ gia đình chăm sóc tốt đàn gà được hỗ trợ, liên hệ chặt chẽ với nhau để chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, đồng thời báo cáo Công đoàn Công ty để cùng theo dõi, giám sát nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho đề án. Chương trình hỗ trợ nữ công nhân lao động khó khăn phát triển kinh tế gia đình đã góp phần hỗ trợ lao động nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, tạo cơ hội, điều kiện để lao động nữ phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và đơn vị công tác.